Trời, mình ngồi đây trời. Anh đi đâu tối ngày vậy? Đi chơi chứ đâu. Anh đi chơi tối ngày, anh đâu biết em nhà bị gì đâu. Bị gì, bị gì? Hồi nãy em đi chợ, cái thằng ăn cướp nó viết dao vô cổ của em. Nó nói á, một á là yêu nó. What? Nó tha. Hai á là chống là. Trời ơi, rồi sao em vậy được? Thì em chọn tha. Thì em chọn tha. Chọn tha hả? Chọn tha. Hãy cho ta cơm, mang hầm giò heo, cá ngô chiên xù. Em đồ nè, ở đó có cơm ngô chiên xù, có làm đúng không anh? Anh mặc bí sĩ nữa rồi. Bí sĩ gì mới gọi bạn mới ra vậy gì chứ đâu. Bực bội. Rồi tụi nó nói gì anh nữa không phải không? Nói gì nó nói anh đi chơi vợ cho có 50 ngàn. What? Anh nói sao mày biết trong túi tao có 50 ngàn. Em nói cái nó nói mỏng tin mày mở cái túi mày ra thử coi có bao nhiêu tiền. Cái anh giận quá anh bỏ anh về luôn. Thôi bỏ đi. Tại nó nói gì nói. Rồi nhiều khi á trong túi nhiều tiền hơn tụi nó rồi sao. Công nhận mấy này nó nhiều chuyện ghê thiệt chứ. Thôi bỏ đi. Rồi sáng em đưa tiền anh đi chơi còn không? Còn nè. Nó ra quán cà phê uống ly cà phê 10 ngàn nè. Rồi còn 40 nè. Còn 40 nè. Đây em cắt rồi. Tôi với anh chia tay đi. Tại sao chia tay anh? Tại vì anh nghèo. Quá nghèo. Anh nghèo hả? Ai nói với em là tôi nghèo? Ai nói hả? Chứ sao nữa? Không có tiền chứ đâu phải là nghèo, nghe chưa? Không có tiền chứ đâu phải là nghèo, nghe chưa? Tôi tỉ nhục giống vậy. Trời, nói gì không nói vậy? Vậy đi ha, chia tay đi. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Trời ơi, công nhận cái hội chợ hồi nãy nó đông một cái luôn em. Nãy anh đi chợ anh có lựa được gì không? Có sao không, anh mua được 4 cái vỏ xe hơi luôn. Trời ơi, nhà mình chưa có xe hơi mà mua 4 cái vỏ. Phí quá trời phí. Vậy chứ hồi nãy em mua 4 cái ô ngực làm chi vậy? Vậy chứ hồi nãy em mua 4 cái ô ngực làm chi vậy? Anh có cằn nhằn gì đâu. Trời ơi, anh. Cái bà này bà đi hát mà có vệ sĩ thì kế bên luôn nè. Đã hen. Ừ. Anh, sau này mà em làm ca sĩ á, anh đi làm vệ sĩ cho em nha. What? Thôi không được, em mời em kiếm người khác đi. Sao vậy? Trời trời, một hai người anh còn chống lại được chứ mấy trăm khán giả mà giận lên một cái thì quýnh anh bòm đầu luôn á, anh can không có nổi đâu. Thôi kiếm người khác đi ông nội. Còn mấy bộ đồ chưa giặt đúng không? Đúng rồi, anh đi giặt đồ. Anh, nhỏ bạn em á, nó có chồng. Mà mỗi lần nó làm việc nhà ha, bất cứ làm chuyện gì, giữ con, rửa chén, nó kêu chồng nó một cái ha, làm chồng nó đi làm liền. Chồng nó thương nó ghê ha. Cái gì? Trời ơi trời, kêu một tiếng đi làm liền luôn hả? Trời ơi trời, ông nội nha, mẹ nó dở hơn gì nữa. Thấy không, mấy ai được nha anh. Liếc một cái là anh đi mất tiêu rồi, khỏi cần kêu. Liếc một cái là anh đi mất tiêu rồi, khỏi cần kêu. Thôi từ từ, từ từ. Thôi từ từ. Anh, sao đàn ông các anh đi ra đường hay nhìn mấy cái phụ nữ ngực bự gì chứ vậy? Thì ngực nhỏ anh có rồi còn gì. Thì ngực nhỏ anh có rồi còn gì. Cái gì? Ý chê ngực nhỏ hả? Ủa gì đó giờ anh xài gì mà giờ chê nhỏ bự? Có nói gì đâu trời. Tối nay ngủ ngoài nha. Em. Em. Anh, hôm qua anh có đọc báo không? Báo gì? Trời ơi, ở trên báo nó nói là thằng ăn cướp nó vô nhà người ta đưa dao vô cổ vậy nè. Cướp sạch hết trơn luôn. Mà bỏ trốn qua ngày hôm sau công an mới bắt được nó. Thấy ghê không? Ủa, làm gì anh không phản ứng gì trơn vậy? Trời, anh thấy chuyện này bình thường chứ có gì đâu em. Anh là nạn nhân của các vụ cướp luôn nè. Cướp trắng trợn luôn là khác. Vừa về tới nhà khỏi cần kề dao cổ, liếc một cái tự động anh đưa tiền luôn.
đã vậy cướp xong rồi không chịu bỏ trốn, vậy mà công an cũng không thèm bắt được. Mà hôm nay tới lương rồi con. Lương để em tới quần trong nhà. Bây giờ lấy à? Chán chận thì chứ.